Ế chứ, nước lụt vậy mà ế chứ. Cùng lắm thì nó được được mấy bữa bữa đào khách rồi không chưa đi được á, rồi đào nam rồi đi thôi chứ còn. Cùng mấy bữa lại gì? Cùng 6 vậy. Dịch từ năm này qua năm kia dịch mấy thôi. Bộ nó kia nó ra chở gì đó mà không biết nó ra được không nữa đây. Ừ, làm tới 11, 12 giờ đêm luôn. Tối làm tới 11 giờ má luôn. Nó có lồn tắc lưỡi, nó nhộm tắc lưỡi nữa. Chưa có mấy uống mấy ép này chứ còn có nhộm. Tắc nôn cũng uống, nhộm uống. Yên cũng sống gì luôn à? Ừ. Toàn ra trái gì? Ừ. Nghĩ dịch đây cũng đi, đi cho đông nó cũng mệt. Chắc chị lo cho năm nay chứ nhờ chắc chị cũng lây sớm. Hôm nay có lấy đâu qua chỗ này đâu đúng không? Tính suy nghĩ nữa mà.
Mà anh đi uống thuốc thôi mà. Ở ngoài đường nhìn vô có những cái tiệm mình tối lắm nè. Da kéo có tấm bọc rồi đó. Hết nói rồi đây xíu, kéo cho nó mốt. Làm sao tắt cho nó từ. Mất bữa nay 25 rồi. Làm 26, 26 mà. Đây làm 6 rồi đó. À quý con. Mai mua cái lầu đó nè. Ừ. Đạt rồi đó hả? Chưa. Ba chưa nghỉ hả? Không biết, nó chưa điện, nó điện mà quên. Hoa từ từ với hoa chứ. Có chồng chị em đi mua chứ. Không cho mua hả? Kệ mua cho có không khí hết trời. Tết Nam có một lần không mua chỗ to thì mua chỗ nhỏ. Chiều chiều nay còn tiền nè, lấy với An cái chị An đi cho rồi. Được làm xuân hay đếp được lao. Cá mì chảo ra 300 nghìn. Màu đỏ. Lục bình đó hả? Ừ. Đẹp. Làm xuân đẹp. Nó cần ấy nước hả chị không? Có. Thì nó xịt nước vô. Xịt thôi chứ không có nước ở dưới à? Không. Nó tìm mua chi bài bài em. Ừ. Em chỉ cho mấy người thằng nụt nghe bánh trốt hơn. Em cũng không gửi diện luôn á. Mua một lần có mấy. Em không gửi nó cũng lên. Em đâu gì, luôn lao lao em đủ với thằng nụt. Con bánh trốt. Không phải ăn trái cây còn ngon. Nam nhớ chị lo mà nè. Nam mới ngó hình chị lo dữ lắm mày.
buồn mà thấy chị An ăn nhiều hơn bình thường mà. Giờ mình suy nghĩ đó. Đó, tự nhiên mình không muốn cái gì mà cứ cày cày trong cái não mình đó. Cày cày nữa. Điên rồi, mỗi lần cày vừa nãy trong cái não. Cái trời mình nhà giờ thủng rút tiền giùm cho mày hả? Hả?